Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Văn Lâm dẫn đầu tỉnh Hưng Yên về chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2018. Khi nông dân vùng núi Quèn Thờ, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình thay đổi tư duy phát triển du lịch. Điện lực Thái Bình tăng cường đầu tư nâng cấp, cải tạo lưới điện trên địa bàn. Công an tỉnh Hải Dương trao trả lại tài sản bị thất lạc cho người dân. Hiệu quả mô hình camera an ninh tại phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định. Thành phố Bắc Ninh tiêu hủy hàng hóa không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, với 85,35 điểm, huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên đã vượt qua thành phố Hưng Yên, trở thành địa phương dẫn đầu tỉnh về chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2018. Hiện huyện Văn Lâm có 59 thủ tục hành chính thực hiện ở mức độ 3. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả tại bộ phận một cửa. 74 thủ tục ở mức độ 4 giải quyết hoàn toàn qua mạng Internet. Tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện trước và đúng hạn đạt 99%. Đây là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt từ huyện đến cơ sở. Năm 2018, với 85,35 điểm, huyện Văn Lâm đã vượt qua các huyện, thành phố, thị xã dẫn đầu tỉnh về chỉ số cải cách hành chính. Trong đó, có 6 trên 8 tiêu chí có số điểm thẩm định dẫn đầu toàn tỉnh là chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy tổ chức, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, thực hiện cơ chế một cửa liên thông và hiện đại hóa nền hành chính. Thưa quý vị và các bạn, cùng với huyện Thuận Thành, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019 này. Tính đến thời điểm hiện tại, Lương Tài đã có 11 trên 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xét các tiêu chí của huyện nông thôn mới thì Lương Tài cũng đã có 7 trên 9 tiêu chí hoàn thành. Xác định xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2019, các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở của huyện Lương Tài đã triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, hiệu quả, cùng với việc tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh để xây dựng các công trình phục vụ nông thôn mới. Huyện đã tập trung lãnh đạo ban hành các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, trong đó trọng tâm là khai thác thế mạnh của sản xuất nông nghiệp, khuyến khích tích tụ ruộng đất, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào trồng trọt, chăn nuôi nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Nhờ vậy, ngoài 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 18,46 tiêu chí một xã. Đến thời điểm này, huyện cũng đã hoàn thành vững chắc 6 trên 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. 3 tiêu chí còn lại là quy hoạch vùng huyện, môi trường và an ninh trật tự đang khẩn trương hoàn thiện với kết quả rất khả quan. Cùng với bưởi cam, vài năm gần đây, quất cảnh cũng được nhiều nhà vườn ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên chuyển sang trồng trên chậu nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng về loại cây này. Hiện huyện Văn Giang có hàng chục hecta quất cảnh đã được các nhà vườn ở các xã chuyên canh cây cảnh trồng trên chậu tại ruộng, tăng gấp 1,5 lần so với năm ngoái. Quất được uốn tỉa đa dạng các dáng thế nhỏ gọn, dễ trưng bày phù hợp với khuôn viên nhà chật hẹp. Hơn nữa, sau dịp Tết người tiêu dùng có thể tiếp tục trưng bày chăm sóc tại nhà. Theo các nhà vườn, trồng trên chậu thuận tiện cho việc chăm sóc, có thể ứng phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nắng kéo dài hoặc mưa ngập úng, ít rủi ro, dễ bán, dễ vận chuyển. Nếu trồng trên giàn, số lượng cây tăng khoảng 5 lần, trung bình năm ngoái giá bán từ 400.000 đồng đến vài triệu đồng tùy theo cây, cao hơn nhiều lần so với trồng thông thường. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Thực hiện chủ trương này, nhiều địa phương ở Hà Nam đã và đang tiến hành chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân. Huyện Duy Tiên là một trong những địa phương có phong trào chuyển đổi cây trồng hiệu quả với nhiều loại cây cho giá trị kinh tế cao. Trong cơ cấu phát triển nông nghiệp, Duy Tiên dự kiến mở rộng nhiều hơn nữa diện tích các nhóm sản phẩm cây ăn quả chủ lực. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn tới là giải pháp quan trọng, có tính chất then chốt trong quá trình tổ chức sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển bền vững nông thôn mới. Để nâng cao chất lượng sản phẩm và sản phẩm chế biến từ các loại trái cây đặc sản, Duy Tiên sẽ tập trung thu hút doanh nghiệp và đầu tư tham gia chuỗi liên kết sản xuất, ngoài ra huy động các nguồn lực xã hội và các thành phần kinh tế. Cùng với nguồn nhân lực được đào tạo tại chỗ, góp phần phát triển mạnh vùng trồng cây ăn quả đặc sản có lợi thế cạnh tranh cao của huyện và hướng tới hình thành ở mỗi địa phương một sản phẩm gắn với thương hiệu vùng miền, khẳng định vị trí trái cây của Duy Tiên tương xứng với tiềm năng và lợi thế.
Đến thời điểm này, các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã nhận được 50% số tiền hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi đợt 1, có lợn tiêu hủy từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 2019. Theo quyết định 1339 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 6 năm 2019 về việc tạm cấp kinh phí cho ngân sách các huyện đợt 1 để hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, huyện Trực Ninh được cấp 27 tỷ đồng trong tổng số gần 54 tỷ đồng do huyện đề nghị hỗ trợ đợt 1. Trong số này bao gồm tiền hỗ trợ hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi và tiền hỗ trợ công tác tiêu hủy lợn. Chúng tôi cũng mong muốn là các cấp tỉnh, cấp trung ương thì tiếp tục có những cái quan tâm hỗ trợ tiếp những cái các cái đợt còn lại để đảm bảo được cái nguồn kinh phí hỗ trợ đến được người dân một cách sớm nhất để đảm bảo cái cho người dân có thể tái sản xuất cho những cái mục đích khác, đồng thời là hỗ trợ cái kinh phí đối với các xã trấn, bởi vì trong quá trình thực hiện công việc tiêu hủy thì các xã thị trấn gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc chi trả kinh phí để thực hiện việc tiêu hủy. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Trực Ninh, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí hỗ trợ, chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu theo quy định, thực hiện công khai chính sách hỗ trợ, số lượng, trọng lượng lợn tiêu hủy và mức hỗ trợ đối với từng chủ hộ chăn nuôi. Đến nay, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Trực Ninh đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm công khai minh bạch, không để sai sót thắc mắc trong nhân dân về chính sách hỗ trợ của nhà nước cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi. Với những người nông dân ở vùng núi Quèn Thờ, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, từ bao đời nay, nông nghiệp vẫn là nguồn thu nhập chính. Tuy nhiên, những năm gần đây, họ đã mạnh dạn chuyển dần sang hướng làm dịch vụ du lịch trên cơ sở những sản phẩm từ nông nghiệp. Điều đặc biệt ở đây chính là tư duy đổi mới phong cách phát triển du lịch của những người nông dân vốn chỉ quen với việc đồng áng này. Vùng đất Quèn Thờ rộng trên 600 ha vốn có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp, trồng và chăn nuôi các loại cây con đặc sản có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, nơi đây còn có nhiều di tích văn hóa lịch sử nổi tiếng như phòng tuyến Tam Điệp Biện Sơn, đền Quèn Thờ, lũy Quang Trung và hệ thống hang động tự nhiên đẹp hiếm có. Từ chỗ đơn thuần trồng trọt chăn nuôi thì đến nay phần lớn hộ dân đã biết kết hợp phát triển nông nghiệp và du lịch. Vẫn là các trang trại gia trại, nhưng nhiều hộ dân đã mạnh dạn tìm tòi học hỏi những mô hình hay, cách làm hiệu quả để kết hợp phát triển du lịch, khai thác tối đa hiệu quả kinh tế của vùng đất Quèn Thờ. Những vườn cây ăn trái, trĩu quả, những trang trại chăn nuôi con đặc sản, khu nghỉ dưỡng, tham quan sinh thái là điểm nhấn tạo sức hút riêng đối với du khách ưa chuộng loại hình du lịch trải nghiệm đồng quê. Hiện nay thì trên cơ sở các trang trại gia trại của chúng tôi thì đã sản xuất tương đối là ổn định. Thì tới đây thì chúng tôi bắt đầu liên kết theo cái hình thức là cái loại hình du lịch cộng đồng để phát huy hết sức mạnh của các trang trại và các cái bà con trên địa bàn để sản xuất ra các sản phẩm du lịch. Thì hiện nay là tới đây thì chúng tôi đang từng bước nâng cấp các trang trại rồi là đôn đốc các cái thành viên đó chuẩn bị các cái kỹ năng du lịch, tìm hiểu nguyên tắc các cái hình thức quản lý du lịch làm sao để cho nó có hiệu quả. Có thể thấy sự thay đổi rõ nét nhất của những người nông dân nơi đây khi bắt tay vào làm du lịch đó là không chỉ phát triển một cách manh mún nhỏ lẻ mà đã biết liên kết, hợp tác lại với nhau, xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển để tạo thành chuỗi sản phẩm đa dạng, không trùng lắp, tạo sức hấp dẫn đối với du khách. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, theo tính toán của ngành điện, trung bình cứ từ 5 đến 6 năm, sản lượng tiêu thụ điện lại tăng lên 100%. Bởi vậy, để đáp ứng tốc độ phát triển phụ tải, phục vụ cho sản xuất, phát triển kinh tế, Công ty Điện lực Thái Bình đã tăng cường đầu tư nâng cấp cải tạo lưới điện trên địa bàn. Thời điểm này, các công nhân ngành điện đang khẩn trương hoàn thiện những khâu cuối cùng để đưa vào vận hành trạm biến áp 110 kV Tiền Hải. Đây là dự án rất quan trọng bởi khi đi vào hoạt động sẽ đảm bảo cung cấp điện ổn định cho toàn bộ huyện Tiền Hải và một phần của huyện Thái Thụy và Kiên Xương, đặc biệt trong bối cảnh công nghiệp đang phát triển rất mạnh ở khu vực ven biển. Về căn bản là hoàn thành hết các cái hạng mục chính. Bây giờ chỉ còn mỗi là đấu nối vào các cái đơn vị thí nghiệm và
điều chỉnh, hiệu chỉnh thí nghiệm để trước khi đóng điện thôi. Nếu mà theo kế hoạch không có gì thay đổi thì chúng tôi dự kiến sẽ đóng điện vào ngày mùng 10 hoặc là chậm nhất là ngày 11 tháng 8. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, ngành điện đã đầu tư hơn 700 tỷ đồng cho việc nâng cấp cải tạo lưới điện 110 kV, lưới điện trung và hạ thế. Hiện ngành điện cũng đang triển khai một loạt các dự án lớn với tổng mức đầu tư trên 1.300 tỷ đồng. Việc mà các cái dự án này đi vào thì nó sẽ nâng cao được cái khả năng cung cấp điện ổn định theo cái chủ trương của tập đoàn tổng công ty đã đề ra là xóa tê, hoàn thiện sơ đồ của lưới điện 110 và đảm bảo được cái nguồn phát triển phụ tải của địa phương. Trong số các dự án đang triển khai, đáng chú ý là dự án đường dây 110 kV mạch kép từ trạm 220 kV nhà máy nhiệt điện đến trạm 110 kV Tiền Hải, dự án nâng công suất T2 trạm biến áp 110 kV Kiến Xương, Thái Thụy, Hưng Hà, xây mới trạm biến áp 110 kV Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ và trạm 110 kV Thụy Trường, Thái Thụy. Dự kiến các dự án hoàn thiện và đi vào vận hành sẽ đáp ứng tốc độ phát triển phụ tải, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn tới. Công ty nước sạch Ngọc Tuấn đóng trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên có công suất giai đoạn 1 đạt 15.000 mét khối trên một ngày đêm. Hiện công ty đã cấp nước cho gần 100% số hộ ở 9 xã thuộc huyện Kim Động và 2 xã thuộc huyện Ân Thi. Cùng với đó, công ty đã đầu tư mở rộng mạng lưới để phục vụ nhân dân 6 xã của thị xã Mỹ Hào. Trong đó, công ty đã đầu tư 24 km ống HDPE từ nhà máy lên Mỹ Hào với tổng trị giá 90 tỷ đồng. Đến nay đã cấp nước sạch cho 3 xã là Ngọc Lâm, Hương Long và Xuân Dục. Các tuyến đường ống nhánh đã phủ kín thôn Phúc Thọ, thôn Vân Dương, thuộc xã Hòa Phong, thôn Vô Ngại, Nho Lâm, xã Ngọc Lâm, thôn Thuần Xuyên, Vinh Quang, xã Hương Long, thôn Xuân Bản, xã Xuân Dục và bắt đầu triển khai đường ống tại các thôn còn lại của xã Xuân Dục, Ngọc Lâm, Hòa Phong, Hương Long. Hiện đã có 446 hộ dân và 15 cơ quan đơn vị doanh nghiệp sử dụng nước sạch, với tỷ lệ đấu nối và sử dụng của người dân đạt cao như thôn Vô Ngại, xã Ngọc Lâm đạt 70%, xã Hòa Phong, thôn Phúc Thọ đạt 95%, thôn Vân Dương đạt 60% số hộ sử dụng với chất lượng đạt tiêu chuẩn 01-2009 của Bộ Y tế. Nói chung là nước ngon, đấy, tất cả các đồ đạc là trắng, chất lượng nước là không chê được. Nhà không phải hoạt động về hai cái motor, trước kia là phải hai motor bơm lên, một bơm bể lọc này, xong lại bơm lên trên nó chảy xuống này, đấy là tốn nguyên cái tiền điện nó phải hết hàng trăm nghìn này. Đấy, nhưng mà cái này thì nói chung là chỉ có thêm 100.000 nó dùng thoải mái. Thời điểm này công ty đang tiếp tục đầu tư hệ thống để đấu nối cho các địa phương còn lại là phường Phan Đình Phùng và các thôn của các xã Hòa Phong, Dương Quang, Xuân Dục. Tuy vậy hiện nay nhân dân ở phường Dị Sử, Phùng Chí Kiên vẫn đang sử dụng nước ngầm hoặc chưa bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn. Người dân các địa phương trên đang rất cần nguồn nước sạch từ các nhà máy. Hiện tại thành phố của tôi đang dùng nước giếng khoan, nguồn nước trên địa bàn của tôi hiện nay ấy, thì là rất là rất là ô nhiễm. Nhất là trước khi cách đây 15 năm về trước ấy, thì là nước mạch ấy, thì là giếng khoan được bơm từ 40 đến 45 mét thì có nước. Đến bây giờ thời điểm bây giờ thì nguồn nước nó sẽ cạn, mà bây giờ lại khoan từ 70 đến 80 mét thì mới có được nguồn nước sạch nhưng mà vẫn không đảm bảo. Công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch Ngọc Tuấn được biết đến là công ty sử dụng công nghệ xử lý nước lọc đa cấp của Israel bằng chất liệu lọc mới sinh học, tự tái tạo vật liệu lọc kết hợp với đá thạch anh. Chất lượng nước của công ty đảm bảo đúng quy chuẩn QCVN 01-2009 của Bộ Y tế. Hiện tại công ty đã góp phần đưa tỷ lệ số hộ đấu nối sử dụng nước sạch từ các nhà máy tại huyện Kim Động lên gần 65%, huyện Ân Thi gần 49%. Trong năm nay sẽ hoàn thành đấu nối cho 6 xã của thị xã Mỹ Hào. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Hải Dương vừa trao trả tài sản cho người dân bị mất. Qua công tác tiếp dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhận được đơn trình báo mất tài sản của anh Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm 1996, trú tại xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện. Anh Bảo đến trụ sở của phòng để làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu. Do sơ suất, anh đã đánh mất ví cùng với nhiều giấy tờ quan trọng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong buổi sáng làm việc, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và bàn giao lại cho anh Bảo toàn bộ giấy tờ và chiếc ví đánh mất. Chương trình sẽ được tiếp tục với việc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng.
năm 2018 đã xảy ra nhiều sự cố mất lộ thông tin cá nhân trong và ngoài nước với hậu quả khó lường. Ngày càng nhiều chủ thể thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích khác nhau hoặc lợi dụng tài khoản cá nhân để rút trộm tiền ngân hàng hoặc lừa đảo giao dịch vào việc xấu. Không khó để tìm kiếm những diễn đàn, trang web giao bán thông tin khách hàng một cách tràn lan và công khai như thế này trên mạng. Từ họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ nhà đều có hết trong các gói dữ liệu mà dân trong nghề gọi là data, với giá từ vài trăm nghìn cho đến hàng chục triệu đồng. Việt Nam hiện có 269 mạng xã hội, trong đó riêng mạng xã hội Facebook đã có 64 triệu tài khoản. Với nhận thức về an toàn thông tin cá nhân còn hạn chế như hiện nay, hàng chục triệu người dùng Việt Nam rất dễ đối mặt với nguy cơ bị lộ và bị đánh cắp thông tin cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố Nam Định tuy có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi xảo quyệt, gây không ít khó khăn trong công tác phòng chống đấu tranh, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trước thực tế đó, nhiều mô hình phòng chống tội phạm được thành lập mà lại hiệu quả cao và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Điển hình trong số đó là mô hình camera an ninh tại phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định. Nằm ở vị trí trung tâm chính trị văn hóa của thành phố Nam Định, nơi có trụ sở làm việc của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và 25 cơ quan doanh nghiệp lớn cùng nhiều cửa hàng kinh doanh cao cấp, khu vui chơi giải trí, phường Vị Hoàng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về các loại tội phạm trên địa bàn. Năm 2016, Vị Hoàng là phường đầu tiên trên địa bàn thành phố triển khai thí điểm mô hình camera an ninh nhằm góp phần vào công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa tội phạm. Sau 3 năm triển khai, mô hình camera an ninh trên địa bàn phường Vị Hoàng đã đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết nhanh những vụ việc mới phát sinh. Nhờ có camera an ninh, các vụ việc xảy ra trên địa bàn khu dân cư cũng được phát hiện, điều tra và sớm tìm ra thủ phạm. Bản thân tôi và một số hộ dân khác trên địa bàn đây thì nó rất ủng hộ và tham gia trong cái việc mà lắp cái camera giám sát này. Ví dụ như điển nhà tôi là tháng 7 năm 2017 là có mất trộm cái xe. Thì sau khi mất trộm cái xe thì nhờ có camera giám sát này này, để canh là công an đã bắt được ngay thủ phạm và đã trao trả lại cái tài sản cho gia đình nhà chúng tôi. Ngay từ năm 2016 thì với cái định hướng của Đảng ủy phường ở đây cũng là cái thời điểm này là cái thời điểm đầu tiên phường Vị Hoàng triển khai trên toàn địa bàn thành phố, là phường Vị Hoàng triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh. Thế và từ cái hiệu quả của cái hệ thống camera an ninh phường Vị Hoàng mang lại và đã được thành phố, được công an thành phố và được các cái cơ quan chức năng đánh giá rất cao, và đến nay thì một số phường ở trên địa bàn thành phố đã triển khai theo cái mô hình của cái phường Vị Hoàng. Về cái dư luận của nhân dân thì có thể nói rằng là hết sức đồng thuận và ủng hộ cao. Thế và cái một số các cái vụ việc nó cũng có liên quan đến cái mâu thuẫn trong cái nội bộ nhân dân cũng đã được cái hệ thống camera an ninh này ghi lại, và từ cái đó làm cái cơ sở để chúng tôi tiến hành giải quyết các cái mâu thuẫn và hòa giải trong cái nội bộ, mang lại hiệu quả rất là thiết thực và được nhân dân rất là ủng hộ. Từ mô hình camera an ninh tại phường Vị Hoàng cho thấy hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo bình yên cho nhân dân. Bên cạnh đó, việc lắp đặt hệ thống camera an ninh còn tác động trực tiếp vào tâm lý của quần chúng nhân dân, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đội Quản lý Thị trường số 1 của Quản lý Thị trường Bắc Ninh vừa tổ chức tiêu hủy hàng hóa tăng vật thu giữ trong 6 tháng đầu năm, không còn giá trị sử dụng, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường. Đơn vị đã tổ chức tiêu hủy 52 loại hàng hóa tăng vật vi phạm bị Đội Quản lý Thị trường số 1 phối hợp với các ngành chức năng bắt giữ trong 6 tháng đầu năm 2019 thông qua công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố. Đây là những mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không còn giá trị sử dụng, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng cấm kinh doanh như giày thể thao giả nhãn hiệu Adidas, đồ chơi trẻ em, sữa, rượu, mỹ phẩm, bình chứa khí không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm không còn giá trị sử dụng, với tổng trị giá hàng hóa bị tiêu hủy trên 220 triệu đồng. Số hàng hóa vi phạm được tiêu hủy bằng hình thức ngâm nước, đập, hủy đốt theo quy định của pháp luật. Toàn bộ phế thải được giao cho công ty cổ phần môi trường Thuận Thành xử lý theo quy định, bảo đảm không để ảnh hưởng đến môi trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.